Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sáng ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, vợ chồng Trương Xuân Đức và các đồng phạm. Ngay đầu giờ sáng, ông Đỗ Hữu Ca cho biết sau một đêm suy nghĩ đã nhận thức được sai phạm của mình khi cầm 35 tỷ của vợ chồng Trương Xuân Đức và xin nhận tội đúng như cáo trạng truy tố, xin được tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Sau khi kết thúc phần tranh tụng, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đọc tóm tắt lại cáo trạng vụ án. Các bị cáo đều đồng ý với các tình tiết đã khai trong bản cáo trạng. Đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị mức án cho các bị cáo theo đó, trùng hóa đơn Trương Xuân Đức bị đề nghị 24 đến 30 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt Trương Xuân Đức bị đề nghị từ 9 đến 10 năm tù. Theo viện kiểm sát trong vụ án này, Đức có vai trò chủ mưu trong hai tội danh trên nhưng đã ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi và chủ động nộp lại số tiền thu lợi bất chính nên cũng được ghi nhận tình tiết giảm nhẹ mức án vợ của Đức là Ngọc Anh bị đề nghị 18 đến 24 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và 3 đến 4 năm tù với tội đưa hối lộ, tổng hình phạt là 4 năm 6 tháng đến 6 năm tù. Cựu thứ tướng, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị đề nghị mức án từ 10 đến 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ông ca chịu trách nhiệm hình sự độc lập ở hành vi này. Theo Viện Kiểm sát, ông ca có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần, 4 lần, nhưng đã nộp lại toàn bộ số tiền, được nhiều cơ quan có đơn xin giảm nhẹ tội, có nhiều công lao trong thời gian công tác. Các bị cáo khác liên quan vụ án bị đề nghị mức án từ 18 tháng đến 7 năm tù. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB thông báo, Phòng Giao dịch Bạch Mai chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội Địa chỉ tầng 2, 3, nhà số 361 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chấm dứt hoạt động kể từ ngày mùng 8 tháng 4. Trong tháng 3, SCB cũng đã chấm dứt hoạt động đối với phòng giao dịch điện biên phủ chi nhánh Tân Định, số 261 263, đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, kể từ tháng 10 năm 2022 đến nay, SCB đã đóng cửa, dừng hoạt động 47 điểm giao dịch tại 9 tỉnh thành, trong đó đóng cửa 33 phòng giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, 8 phòng giao dịch tại Hà Nội, 5 phòng giao dịch tại Đà Nẵng. Các địa phương khác là Hải Phòng, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Gia Lai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang. Mỗi địa phương đóng một phòng giao dịch. Như vậy, sau hơn một năm bị kiểm soát đặc biệt, SCB đã đóng cửa hơn 1 phần tư số phòng giao dịch trên cả nước, trong khi vẫn giữ nguyên số chi nhánh ở mức 50. Đến nay, SCB chỉ còn 87 điểm giao dịch trên cả nước. Ngày 15 tháng 10 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định kiểm soát đặc biệt SCB để ổn định hoạt động của ngân hàng này. Việc Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng. Ngân hàng Nhà nước cũng lựa chọn chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ Vietcombank, BIDV, Viettinbank, Agribank để tham gia quản trị, điều hành ngân hàng SCB. Trong hơn một năm bị kiểm soát đặc biệt, cùng với xu hướng chung của thị trường, lãi suất huy động tại SCB cũng đã giảm rất mạnh. Trước đó, SCB từng áp dụng mức lãi suất lên tới gần 10% vào cuối năm 2022 và là một trong những ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất hệ thống ngân hàng ở thời điểm đó. Sau khi dừng hoạt động đối với một loạt phòng giao dịch, SCB mới đây cũng đã thông báo thanh lý một loạt xe ô tô chuyên dụng chở tiền đồng thời lựa chọn nhà thầu tháo rỡ 21 pano quảng cáo tại 16 đơn vị kinh doanh. Ngân hàng nhà nước đang nghiên cứu đề nghị tham gia cơ cấu lại SCB của một số nhà đầu tư lớn để sớm trình chính phủ theo phương án cơ cấu lại ngân hàng này theo quy định. Hiện có 5 ngân hàng được kiểm soát đặc biệt gồm CB Bank, Ocean Bank, GP Bank, Đông Á Bank và SCB, trong đó SCB bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 10 năm 2022 mới đây văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh có văn bản truyền đạt chỉ đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về vụ tai nạn lao động tại công ty cổ phần giấy hưng lợi cụm công nghiệp phú lâm huyện tiên du chủ tịch tỉnh bắc ninh đã yêu cầu các đơn vị liên quan và huyện tiên du làm rõ nguyên nhân vụ nổ nhà máy giấy khiến một người mất mạng hai người bị thương Người đứng đầu tỉnh Bắc Ninh cũng đã chỉ đạo Sở Y tế chủ trì chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung cứu chữa các nạn nhân, các đơn vị kịp thời phân loại cấp cứu, điều trị tại chỗ và tại các tuyến điều trị nhằm giảm nguy cơ chuyển nặng, hạn chế tối đa thiệt hại về người. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước 17 giờ ngày 9 tháng 4. Bên cạnh đó, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty Cổ phần Giấy Hưng Lợi chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, đồng thời thực hiện nghiêm quy trình và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du, Công ty Cổ phần Giấy Hưng Lợi và các cơ quan có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên hỗ trợ người bị tai nạn. Đồng thời các cơ quan đơn vị cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo nghiêm ngặt các quy tắc an toàn lao động, vệ sinh bảo vệ môi trường làm việc. Trước đó, vụ tai nạn lao động nghi nổ bể ngầm khí ga xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 9 tháng 4 tại công ty cổ phần giấy hưng lợi. Thời điểm trên, người dân nghe tiếng nổ lớn, sau đó phát hiện một người thiệt mạng thương tâm tại chỗ và hai người bị thương. Các nạn nhân là công nhân của công ty Hưng Lợi, người thiệt mạng là anh Quy VT, sinh năm 1993, địa chỉ xã Trường Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Hai người bị thương đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo ghi nhận tại hiện trường, khu vực nhà xưởng xảy ra sự cố rộng khoảng 4.000m2, vụ nổ khiến toàn bộ phần mái của nhà máy đổ sập. Trước đó, công ty Hưng Lợi cũng đã bị các cơ quan chức năng xử phạt 320 triệu đồng vì không có giấy phép môi trường. Công ty bị tạm đình chỉ hoạt động từ tháng 1 năm 2024, đang trong giai đoạn sửa chữa xây lắp thêm hệ thống phòng cháy chữa cháy. Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc Hà Nội kiểm tra xác minh thông tin thai nhi tử vong tại bệnh viện gây xôn xao dư luận. Trong văn bản gửi Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc chiều ngày 9 tháng 4, Bộ Y tế đề nghị đơn vị này kiểm tra xác minh ngay sự việc, báo cáo nhanh về Bộ trước 12 giờ ngày 11 tháng 4. Bộ cũng đề nghị Bệnh viện khẩn trương họp hội đồng chuyên môn theo quy định để đánh giá quá trình tiếp đón, chăm sóc, xử trí đối với trường hợp sản phụ có con tử vong tại bệnh viện. Bệnh viện cần thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng, gặp gỡ chia sẻ động viên tới gia đình sản phụ, văn bản Bộ nêu rõ. Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu phát hiện có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành, báo cáo kết quả giải quyết vụ việc trước ngày 30 tháng 4. Trước đó, ngày 9 tháng 4, dư luận xôn xao trước thông tin một thai nhi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, cơ sở 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Người nhà sản phụ phản ánh trong quá trình khám thai, siêu âm bác sĩ phát hiện tình trạng dây rốn cuốn quanh cổ thai nhi, sản phụ nước ối cạn, cận ngày sinh, gia đình lo lắng tình trạng sức khỏe của mẹ và thai nhi, đề nghị bệnh viện mổ lấy thai. Bệnh viện khẳng định không vấn đề gì, có thể đẻ thường, thế nhưng sau đó gia đình được biết thai nhi đã tử vong. Sự việc đang được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và gây hoang mang dư luận. Còn phía Bệnh viện Quốc tế Thu Cúc cho rằng những thông tin này chưa được kiểm chứng, chưa chính thức từ bệnh viện, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện. Đến thời điểm này, chúng tôi khẳng định không có trường hợp thai nhi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc như một số cơ quan báo chí đưa tin vào sáng ngày 9 tháng 4. Bệnh viện đang tiến hành xác minh thông tin và sẽ sớm đưa ra thông cáo báo chí chính thức về vụ việc. Ngày 10 tháng 4, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng công an xã đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin một nam sinh lớp 11 bị tài xế ô tô con đánh tới tấp vào người xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh, cơ quan công an xác định tài xế ô tô có hành vi đánh nam sinh là TDT, sinh năm 1989, ngụ xã Thiệu Hợp, còn nam sinh bị đánh là em HA, 17 tuổi, ngụ xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa. Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip từ camera nhà dân ghi lại cảnh một chiếc ô tô con đang di chuyển trên đường liên thôn khi đi đến khúc cua, tài xế bất ngờ đánh lái sang phải, không có tín hiệu xi nhang cùng thời điểm này có một thiếu niên đi xe máy tới nên xảy ra va quệt với ô tô gây hư hỏng phần đầu ngay sau đó tài xế ô tô mở cửa ra nói chuyện và có lời qua tiếng lại với người đi xe máy rồi xông vào đấm đá vào người nam sinh đáng nói trong đoạn clip nam sinh bị đánh có một người đàn ông đứng chứng kiến sự việc nhưng thờ ơ không có động thái can ngăn hành vi của tài xế ô tô một lãnh đạo công an huyện thiệu hóa thông tin ngay khi nhận được thông tin chúng tôi đã chỉ đạo công an xã thiệu hợp vào cuộc xác minh làm rõ Vụ việc trong thẩm quyền của Công an xã, bước đầu phía Công an đã xác định được những người có liên quan và mới lên làm việc, trường hợp không đủ yếu tố để xử lý hình sự thì sẽ chuyển qua xử lý hành chính. Hiện vụ việc đang được Công an xã thiệu hợp hoàn thiện hồ sơ, đề xuất cơ quan cấp trên xử lý theo quy định.